chúng ta đã được chào đón Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Ngô Thanh Thanh Tú. Xin được chào đón bà Trần Võ Thùy Ân. Đây cũng chính là những vị khách mời cùng đến tham gia chương trình của chúng ta trong buổi lễ khai mạc ngày hôm nay. Đang có mặt tại Liên hoan phim quốc tế lần thứ tư tại tổ chức tại Hà Nội. Và Linh rất vui khi mà được biết là nhà tài trợ Kim Cương của chương trình ngày hôm nay là nhà tài trợ Phát Đạt. Và thực sự là Linh rất là có cơ duyên với cả bất động sản Phát Đạt, bởi vì công ty Phát Đạt cũng là chủ dự án của dự án River City, nơi mà Linh nhận được một phần thưởng rất hết là giá trị. Đấy là một căn hộ dự án River City trong thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay thì Linh rất là vui khi mà được biết là Phát Đạt lại trở lại đây với tư cách là một nhà tài trợ Kim Cương. Và hy vọng là ngoài những chương trình này thì Linh sẽ tiếp tục được đồng hành và sẽ có nhiều sự kiện hơn để tham gia cùng với nhà tài trợ Phát Đạt.